Rồi, chắc người yêu anh chỉ cần ngồi một chỗ thôi để anh nói. Chỉ cần cười thôi, không cần làm gì hết. Chị đang dở lắm luôn, chơi là được rồi. Sao mát vậy? Xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến. Đây là lần đầu tiên Hứa Bình Đạt tham gia một cái game là siêu bất ngờ. Thì tình tới thì thật là bất ngờ thiệt. Chỉ ngăn cách cùng đúng tà la hết. Ta lại quay về cái hạng mục thời trang. Với cái style này thì thực sự là đây là một kiểu mẫu của một người đàn ông thành công. Và vừa rồi là Hứa Bình Đạt đã đoán chính xác người phụ nữ ấy là nghệ sĩ Vi Long đích thực. Cái giai lúc đàn đó đó, phải có một người biết đàn Vi Long mới làm cái tiết tấu ta là về mới được. Phải có một người biết đàn Vi Long mới làm cái tiết tấu ta là về mới được. Đúng, quá chính xác luôn. Mà làm được cái đó tuyệt vời. Đây, nếu mà theo đuổi cái style này thì chắc sẽ thành công. Nãy giờ khen hoài, thiệt tình. Style anh sao? Thấy cái style của anh trẻ trung. Toát lên một cái vẻ không hề sợ giờ. Chết rồi, chắc. Toát lên liền luôn mọi người. Không hề sợ vợ liền đúng không? Anh là trụ cột trong gia đình. Anh là cái cột ở đình trong gia đình á. Anh là cái cột ở đình trong gia đình á. Ừ. Ê. Gì? Hả? Quay gì hay đi xin anh. Em cảm giác như là anh đang mặc cái áo trắng nhưng mà nó in luôn nguyên cái dòng. Sau khi em khen cái câu này, anh không còn mặc áo trắng nữa là về nhà mặc áo rách luôn á thì. Cái gì nữa? Khương à, thấy nè, thấy cái style anh sao? Có người đàn ông thành công không nè? Không, thường á là những người thành công anh mặc nhiều áo lắm. Ngày hôm nay mặc một áo, mặc áo rất là mỏng luôn á. Anh có một cái đây nè, cần cái sự tự do. Đúng thật là thành công, anh đã vừa đoán chính xác, còn em sai nha. Cái style này là áo style sai lầm nha mọi người. Anh mới dòng đầu tiên thôi cho nên là cái em chuẩn bị ngồi đó ăn bột. Em ngồi ổn định đi. Cho nên là cái khách mời của mình á nó người nước ngoài nữa cho nên mình không có hiểu biết hết. Nhưng mà mấy dòng sau nữa anh. Nhưng mà em nghĩ nè, cái style này của anh á nó trẻ lắm, nó không có đúng với độ tuổi của anh Đạt. Tại vì có gia đình là thường là phải che chắn lại nhiều hơn. Đây là phô trương quá, em nghĩ là chút xíu cái dòng thôi, sau là em bị em đang sai đó. Thấy trần nhiều hết. Em đang sai lắm, em vô em ngồi chuẩn bị ăn bột. Đây, mình sẽ duy trì cái style này. Đó chính là Lâm Vi Dạ thiết kế cái style cái đẹp ha. Được, mọi người hãy học hỏi và có thể theo một cái mẫu style của Đạt. Sắp tới Dạ cũng có thể là bán shop đó mọi người ơi. Mọi người hãy đón xem ở chương trình siêu bất ngờ nha. Lần này sẽ tái xuất giang hồ lại. Hồ Bơi Chung xin được kính chào tất cả quý khán giả. Hôm nay thì đến với siêu bất ngờ thì Chung luôn muốn làm cho mình nhiều điều bất ngờ. Thì hồi nãy giờ thì cũng làm nhiều điều rồi. Nhưng mà Chung đến đây là lần thứ hai rồi. Lần trước đến thì đập mình bị đập bột rất là nhiều. Ngày hôm nay là mình đã bị chuẩn, mình đã chuẩn. Lần trước là mình mặc đồ màu. Bây giờ mình chuẩn bị trắng đen. Chút xíu nữa mình đập bột của mình cởi áo. Mỹ trang lại là mình đỡ bị về giặt đồ. Thường bữa này là kỳ trước thi về giặt đồ tốn tiền lắm. Lúc về giặt hư cáo luôn. Bây giờ phải đem thêm hai cái nè. Hò đâu? Dò ai? Trên ai thấy? Đi thi cái này nhiều lúc nghĩ đi chơi game show này nhiều lúc muốn nói chuyện nhau khó khăn lắm. Nhiều lúc mình đưa tay qua mình nói chuyện với nhau vào giây phút quyết định. Đó. Vì nói gì bây giờ có tiền rồi thì ít nói lắm. Mới có tiền rồi đúng không? Có tiền nói chuyện khác, còn mấy người không có tiền chứ bên kia tội nghiệp ông ngồi im re không biết nói tiếng nào hết. Nhưng có tiền nói chuyện khác đúng không? Đúng. Vẫn cao đầu nói chuyện bình thường thôi. Trời ơi. Ủa, nhưng mà nãy em nhớ lại anh hỏi em là có quay qua không? Anh nói là không mà. Hả? Sao anh quay lại gì vậy? Cuộc đời anh thì lúc anh thay đổi ghê gớm lắm em. Phút 90 rồi anh biết. Không, anh suy nghĩ lại đó. Anh suy nghĩ lại lúc đó là suy nghĩ lại. Cái này hồi nãy lúc nãy anh tính xin là cho anh nắm tay chị thử. Tại thường những người mà chơi nhạc á bấm như này cái tay bị chai lắm. Cái đầu ngón tay là cái đầu bị chai à. Sai lầm.
sai lầm. Anh nói cho em nghe là khi mà con người mình đã có nhiều yếu tố rồi thì mình phải kiếm một cái món ăn khác, một cái gì nó khác đi. Nhưng mà nếu vậy á, cái kiểu mà tương tác với nhau sao? Tương tác gì với công về dành nói với anh đâu được. Phải im lặng để mình anh nói thôi. Ừ, anh không, người yêu anh chỉ cần ngồi một chỗ thôi để anh nói, chỉ cần cười thôi, không cần làm gì hết. Sao mát vậy đi? Búp bê là sổ cảm xúc được. Phải có cười thì phải có ngồi im nghe anh, nghe anh nói cười thôi. Búp bê của Nhật. Thôi thôi, thi rồi, thi em chứ. Ủa con bầu quá trời mặt luôn nè. Ôi, chưa được đồng nào luôn mà ăn đóng bột từ anh Trường Giang, không biết làm sao luôn á. Nhưng mà mình quyết tâm là mình sẽ lấy tiền không ít, không nhiều thì cũng ít về mới được, chứ lỡ ăn bột quá rồi nè. Ăn từ đầu đến cuối. Đâu? Chú rể kìa, chú rể kìa, chú rể kìa, nhìn chú rể kìa. Đâu anh không anh Đạt đâu. Trời ơi, có dở. Xanh bạc trắng như mơ vậy. Là nãy mình khoe thời trang sớm á, chứ lúc này mà khoe là không ăn luôn á thiệt. Tình. Ngon á, bột này bột mì á. Ừ, chú em còn có tiền, em chưa có đồng nào nè. Em ráng ăn. Em hết rồi, buồn làm chi em ơi. Thôi cho em thi tiếp đi chị, để em lấy tiền. Hello, Hân Hoan chào đón tất cả các bạn thân mến đã đến với ngôi nhà của Hứa Minh Đạt. Đó là kênh chính thức YouTube Hứa Minh Đạt. Nếu các bạn yêu thích và muốn xem những cái clip của Hứa Minh Đạt thì hãy nhớ bấm subscribe, cũng như là theo dõi đó. Các bạn sẽ được xem những clip mới nhất, những clip mới nhất cây sai bàn của Hứa Minh Đạt. Các bạn à, chúc các bạn xem clip thật là vui vẻ nha. Woohoo.